lượng cua là cái mà làm cho em cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì trước giờ em ăn cua mà em không lựa được cua nào ngon như của dì ba. Mà cái màu cua nó làm cho em kích thích vị giác để em ăn cơm ngon, mặc dù em không được ăn con cua đó. Rồi và cái tính tình của dì ba nữa rất là thà chất phát, thì em rất là tức những cái lời bình luận đó. Thế thì nói oan chị Thúy này nọ, em cảm thấy rất là tức. Họ phải tới đây, họ mua, họ chứng kiến đó, sờ tận tay, thấy tận mắt thì họ mới biết người ta như thế nào. Đúng rồi đó, chứ không phải muốn nói là nói anh một bằng phím. Chờ số mua cua như là người chờ dì ba ra để được thử cua tại chỗ. Chị ơi, số mấy cho người ta tới lấy nè, số 8 lấy được chưa nè? Chưa, chưa có keo số 1 nè cô. Chưa keo số 1 mới đặt hàng. Ta nói là cái này gọi điện đặt trước cho nó khỏe. Lượng đặt xong bắt đầu bán từ số 1 đến trở lên. Rồi dì ba lại tiếp tục ra nữa. Đã kêu là đi đi tiếp tục. Ăn chi mà cực dữ lần trời. Anh rồi. Ủa đặt từ 1 ký trở lên hả? Dạ thì có đặt ký hoặc 1 ký rưỡi hoặc 2 ký thì 1 ký bao nhiêu? Ký khoảng 3 con. Bao nhiêu ký? Cô lấy cua gì mới được chứ? À, gạch với lại thịt. Gạch là 700, thịt 650. Ủa lên giá rồi hả? Không, lên 2 tháng nay là bán giá đó. Từ cái thời điểm mà hồi chưa ế nó khác, nhưng mà lúc mà... Rồi lấy 1 ký hai thứ đi. Cô đặt ngày mai à? Không, bây giờ nè. Bây giờ chưa đến số mà. Dạ. À, nếu mà đặt ngày mai mới lấy. Dạ, tới số mấy rồi? 2 triệu 243 ngàn. Chưa, tới số chưa có kêu. Tại vì ba ra mình mới lấy được. Còn cái này là người ta đặt ngày hôm qua. Ăn cực ghê, thấy thấy chưa? Ăn lần thôi. 309. Để em đợi vì ba lấy cho em. Lấy có cái chị này ở xa tới bồng em bé nhỏ tới để đợi dì ba ra gặp dì ba. Số của chị thì có trước rồi nhưng mà chị nhường cho người khác để mà một chút để gặp dì ba, nhờ dì ba trẻ cua giùm luôn. Nghe là hồi sáng chị dặn trong điện thoại nhắn tin đó, mà chị đợi dì ba ra lấy được không? Nhắn tin chị có nói, chị có nói với chị Thí rồi phải không? À. rồi số 11 à. Chị này chị mua mấy ký? Mua 3 con, gạch bự. 3 con, chị ở đâu? Bình Tân. Bình Tân hả? À, chị qua mấy giờ? Qua từ hồi 10 giờ tới giờ. Từ giờ tới giờ. Dạ. Đây là người số sau, nhờ người số trước mua nè. Mấy con chị?
bắt á, nhưng mà hết cua rồi. Bao nhiêu tiền vậy? 64. Em nghe nói em thích xem cua gì ba lắm hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Em xem em ăn cơm mỗi ngày luôn. Mỗi là mình thì clip nè, không có clip nào mà bỏ. Là mình rất thích xem mong cua gì ba trên mạng. Đúng rồi. À, tại vì xem mình thấy ăn cơm ngon. Với lại em thấy cái hoàn cảnh gì ba là sao? Dạ em thấy hoàn cảnh gì ba cũng đáng thương. Không chồng không con. Sống một mình đó hả? Dạ, cũng giống như dì ba em vậy, dì ba em cũng y chang vậy, dì ba ruột á. À, mình ở đâu lên đây em? Em bên chợ Bà Chiểu qua. À, mình dân Sài Gòn luôn? Không, em ở Gò Công á nha, Gò Công Tiền Giang. Gò Công Tiền Giang. Em thì em rất là tức những cái lời bình luận đó. Tại vì thực sự bây giờ là chính với bản thân dì ba cũng khó khăn, nhưng mà dì ba cũng kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ cho cái gì bị tiểu đường. Nó, dì ba là cái người mà sống biết mình còn biết người khác nữa, chứ đâu phải là bản thân mình đâu. Rồi ta nói về mấy anh cũng vậy nữa, rồi nói oan chị Thúy này nọ, em cảm thấy rất là tức. Họ phải tới đây, họ mua, họ chứng kiến đó, sờ tận tay, thấy tận mắt thì họ mới biết người ta như thế nào. Đúng rồi. Đó, chứ không phải muốn nói là anh một bằng phím. Tại vì hoàn cảnh của nhiều người cũng đáng thương lắm. Mà mấy anh chị cũng đâu phải là làm có một cái clip của dì ba không đâu. Em thấy cũng nhiều clip do những người khác mà. Dạ. Đó, em cũng coi đủ hết trơn luôn. Không có clip này không coi. Thế đây là mình ăn cua dì ba lần thứ mấy rồi em? Này em ăn lần thứ hai. Hồi lần đầu là hồi tuần trước. Rồi mấy ngày sau em có lại kiếm nữa. Nhưng mà mắc cái đám tang cái không thấy dì ba bán ở đâu, em đi về. À do đám bên này mà tại hôm nay mình có thanh niên trẻ. Dạ, em có phòng anh em hỏi admin của cái như cái clip nào em cũng có hỏi nữa. Anh nói là có bán. Rồi em đi Đà Nẵng mới về em thèm cua quá, hôm nay em quyết định chạy ra đây mua nữa. Rồi, anh đây. Gì đây là fan trung thành cua gì ba đây. Rồi, cảm ơn em. Dạ, tại vì thứ nhất là em thấy cái chất lượng cua. Cái chất lượng cua là cái mà làm cho em cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì trước giờ em ăn cua mà em không lựa được cua nào ngon như của dì ba. Mà cái màu cua nó làm cho em kích thích vị giác để em ăn cơm ngon. Mặc dù em không được ăn con cua đó. Rồi và cái tính tình của dì ba nữa rất là thà, chất phát. Vùng quê á, kiểu là người ở vùng quê có thật thà. Buôn bán thì cũng đòi dì ba cũng khổ. Em rất là thương dì ba. Em có hy vọng điều gì tương lai đến với dì ba không? Em hy vọng là dì ba có thể trả hết nợ thì sống có một số tiền ổn định, sống một cuộc sống sau này an nhàn an yên đó, chứ và không có bất kỳ điều gì thị phi hay là những cái gì khó khăn tới dì ba nữa. Tuổi này lớn tuổi rồi, giống như dì ba em ở nhà vậy, cũng phải được an yên. Cảm ơn em. Sao em hỏi sao mà chị đứng đây chị không mua cua vậy? Mình không
Là hồi nãy chị có bóc số không? Đi không. Không bóc số chắc luôn. Chắc là sẽ bút cho ngày mai. À mình sẽ bút cho ngày mai. Mình ở đâu tới đây chị? Hà Nội. Là mình sao mình biết cua gì bán? Là trên mạng. Là chị này chị có dịp vô mua hay là chỉ vì vô cua mua cua thôi mà vô đây? Không yên, đi công tác. À đi công tác. Mình sẽ đặt cho ngày mai. Dạ? Mình sẽ đặt cho ngày mai. À, sẽ đặt cho ngày mai. Chị mua số lượng cua nhiều không? Không, em sẽ đi ăn. Để mình chị ăn thôi.